Rất phấn khởi và vui mừng cho chúng ta được đón tất cả các câu lạc bộ của bạn về dự chung vui buổi giao lưu văn nghệ hôm nay và được nghe thành tích của câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương đã làm được trong năm 2020. Và sau đây, thay mặt cho ban tổ chức, tôi cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca Phấn Mễ cũng có một chút quà xin gửi tới câu lạc bộ huyện Phú Lương và xin mời các đơn vị bạn có quà có hoa sẽ tặng cho câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương. Xin mời anh Trần Thất Thắng sẽ ra nhận hoa và quà. Vâng ạ, hôm nay đến tổng kết năm 2020, chúng tôi rất vinh dự tự hào được các ông chị chủ nhiệm trong ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ vâng đã đến mất chút thời gian vàng mặt để còn tặng hoa tặng quà cho câu lạc bộ nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị nán lại để có mọi bức ảnh kinh nghiệm ạ. Vâng, chúng tôi đang quay trực tiếp lại, xin cảm ơn ạ. Vâng, chúng ta trong tràng pháo tay kinh nghiệm. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều, xin mời quý vị chúng ta. Vâng, xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu và toàn thể các ca sĩ diễn viên có mặt trong khán phòng. Chương trình nghị sự của hội nghị tổng kết thơ ca huyện Phú Lương hôm nay đến đây là đã khép lại và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật bắt đầu. Xin mời MC Xuân Tuyến bắt đầu điều hành buổi giao lưu văn nghệ. Xin trân trọng kính mời anh. Vâng, bác sĩ là cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình thứ nhất của anh chị em chúng ta hôm nay rất thành công rực rỡ. Đó là công lao đóng góp của các vị đại biểu, các anh chị cô bác của các câu lạc bộ bạn. Vâng, và sự đồng thuận của anh chị em trong câu lạc bộ chúng ta. Vâng, xin một lần nữa, em xin Xuân Tuyến xin mời quý vị đại biểu cùng các anh chị cô bác cho một tràng pháo tay. Vâng, để chúc mừng phần 1. Vâng, phần 2. Phần 2 là chương trình giao lưu văn nghệ tổng hợp. Xin mời các anh chị cô bác, hôm nay câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương rất vinh dự tự hào được các vị đại biểu cấp trên đến dự, được các câu lạc bộ bạn vệ tinh xung quanh cũng đã đến dự, có 5 đơn vị xung quanh và câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương. Xuân Tuyến xin thay lời cho câu lạc bộ là sẽ tiến hành phần thứ hai là giao lưu văn nghệ tổng hợp. Vâng, mời anh, mời chị Đường xa về đây thăm mảnh đất của quê ta đẹp giàu. Vâng, đến đây xin mảnh đất bắt cầu và dẫn lời văn nghệ đôi câu chân thành. Vâng, xin mời quý vị lắng nghe chương trình văn nghệ ngay sau đây. Cảm ơn các chị diễn viên chuẩn bị cho tiết mục dấu chân phía trước lên tập kết ở tiền sảnh Thái Hà luôn cho cả ca sĩ hát chính chuẩn bị luôn cho chuẩn bị nhạc luôn. Vâng, tôi xin tựa lời bài hát mở đầu cho chương trình giao lưu văn nghệ hôm nay. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, ngày 5 tháng 6 năm 1911, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến nhà Rồng, nuôi một lòng khao khát, nguy hiểm, một khát vọng lớn lao. Vâng, đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làn sóng con tàu đưa tiễn bác, khi bờ bãi dần lui là gió quất. Bốn phía nhìn không bóng một hàng tre, đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Đêm mưa nước ngày thấy hình của nước, cây cỏ xanh chim bao xanh sắt biết quê nhà, ăn được miếng ngon cũng đáng lòng vì tổ quốc. Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa. Vâng, đây cũng là tựa lời của bài hát Dấu Chân Phía Trước, nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Hồ Thi Ca, thể hiện 5 diễn viên câu lạc bộ thơ ca huyện Phú Lương. Vâng, công diễn. Vâng, cảm ơn quý vị lắng nghe. Xin mời nhạc. Xin mời các anh chị cô bác của 5 diễn viên đến đây.